Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Tâm lý và đời sống của VNTV buổi tối ngày hôm nay và sự trở lại của chị Michelle Phùng Tâm Bảo An, cố vấn về hôn nhân và gia đình. Vân Anh chào chị Michelle. Chào chị Vân Anh. Chào quý khán giả. Chị Michelle ơi, lần trước thì chúng ta đã nói về đề tài là bạo hành trong gia đình. Yeah. Như thế nào thì gọi là bạo hành trong gia đình? Yeah. Và chị Michelle đã thưa với quý vị là 90% phải không chị? 95%. 95% nạn nhân của bạo hành gia đình là phụ nữ. Thì ngày hôm nay chị cũng tiếp tục với cái đề tài đó, nhưng mà cho chúng ta biết là tại sao mà người phụ nữ chúng ta cứ phải chịu đựng như vậy, phải không chị? Dạ, dạ. Thưa quý vị, thì mà ta nói ở đây là để mình hiểu và mình thấy là tại sao mình phải chịu đựng như vậy. Thì cái nguyên nhân người phụ nữ vẫn chịu đựng đó thì tại vì vào phụ thuộc vào tài chánh. Thì như chúng ta biết ở đây thì người đàn ông là cái người provider, đem đi làm, đem tiền về cho người phụ nữ. Cho nên sợ rằng mặc dù bị đánh đập, mặc dù bị tổn thương, nhưng mà bạo hành nhưng mà vẫn không dám bỏ đi. Đó là thứ nhất về vấn đề tài chánh. Rồi cái thứ nhì mà tôi biết cái này nó rất là thường, đặc biệt cho người Việt Nam mình đó chị Vân Anh, là người phụ nữ sợ mất con. Tức là sợ rằng bây giờ đó mình bị bạo hành, nhưng mà nếu mình có đưa thêm cái người thứ ba vào từ cảnh sát hay là social worker thì có thể là họ lấy con mình đi. Đó, cho nên tôi muốn nói đây tí xíu, sự thật quý vị, cái đó không phải là cái nan đề. Là tại vì nếu mình là cái người nạn nhân thì trước hết đó mình phải lo cho chính mình. Rồi cái người, thí dụ cái người social worker họ cần phải giữ con của mình, thì cái là it's ok, tại vì mình phải lo cho chính mình trước, rồi sau đó mình mới lo cho con mình được. Yeah. Đó, cho nên là cái đó là một thêm một lý do nữa, thưa chị Vân Anh. Và thứ ba là sợ không có nhà và không có việc làm để tự nuôi thân. Đó, đó cũng là một lý do. Rồi phải sợ phải sống cô đơn. Rồi đây là một cái mà tôi nhấn mạnh tới, nhấn mạnh lui là nghĩ là chồng sẽ thay đổi hành hạ. Đúng rồi. Dạ, cứ nghĩ là chắc có lẽ là hôm đó ảnh giận hay là ảnh không kiềm chế được cho ảnh đánh mình. Rồi chắc ảnh sẽ không làm nữa. Nhưng mà quý vị biết không, cái bạo hành nó rất là lạ. Nó có cái giai đoạn lên xuống như vậy nè. Có những ngày ảnh sẽ rất là vui vẻ, rất là tử tế. Tại vì có những lúc đó, có hai vợ chồng đến để gặp cố vấn. Nhưng mà khi tôi nghe nói chuyện này nọ thì tôi biết là tại vì ảnh ok, bây giờ muốn sao cũng được, anh đi với em đi gặp cố vấn. Nhưng mà khi biết nói chuyện thêm đó, đặc biệt là tôi biết như vậy đó, thì tôi cũng phải tách ra hai người. Thì cậu có kể trong quá khứ là ảnh đánh đập như vậy, nhưng mà bây giờ ảnh xin lỗi, bây giờ ảnh sẵn sàng đi để mà vô để được cố vấn. Nhưng mà quý vị biết không, nếu như vậy mà sau đó tốt thì không nói gì, nhưng mà có thể vì cô ta vô rồi cũng chia sẻ những điều này, ảnh về ảnh đánh đập, ảnh nói tại sao em lại nói những điều này cho người cố vấn nghe. Đó, cho nên rồi ảnh đánh đập tiếp nữa. Cho nên đây là cái điều mà tôi thấy rất là nhiều người sợ. Tôi hiểu quý vị, đặc biệt là nạn nhân, mình sợ nhưng mà không có nghĩa là mình không đi tìm. Tại vì mình sợ nhưng mà nó cái nan đề nó vẫn còn đó, thưa đúng không chị Vân Anh? Vâng, thưa quý vị, và cái nguyên nhân mà hồi nãy chị Michelle có nói là nguyên nhân đầu tiên là nhiều khi người phụ nữ, người vợ đó sợ lệ thuộc về tài chánh quá. Cho nên Vân Anh nghĩ là chúng ta phải làm sao để mà tự lực, thì cái đó là cái điều tốt nhất phải không chị? Dạ, cho dù người chồng có thương mình mà mình không có bị bạo hành trong gia đình đi chăng nữa, chúng ta cũng nên tự lực mà không có phải phụ thuộc cả về tài chánh lẫn như là tất cả những cái gì sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của mình, phải không chị? Dạ, cái đó chị cũng là một cách để chúng ta tránh được cái bạo hành trong gia đình. Dạ, là tại vì nếu mình cứ nghĩ nếu mình sống không có cái người phối ngẫu giúp lo cho mình á, thì tự nhiên cái người kia cũng thấy là tôi đánh cô ta, tôi bạo hành cô ta, nhưng mà tôi biết cô ta sẽ cũng không bỏ tôi, là cô ta lệ thuộc tôi. Đó, nếu mình để cho cái người đó thấy được như vậy đó, thì thưa quý vị, mình là cái nạn nhân là tại vì mình cho phép. Đó, cho nên như chị Vân Anh nói đó, là mình làm sao mình sống. Mà cũng một điều ở đây quý vị biết, đặc biệt là ở Mỹ thì có những cái shelter. Nếu mà có chuyện gì đi nữa, quý vị vẫn có thể đi đến cái shelter đó. Quý vị ở vài ngày, chứ không phải là không có chỗ để quý vị nương tựa. Đó, đặc biệt là mình thấy ở đây được cái sự giúp đỡ rất là nhiều. Nhưng mà mình có muốn hay là không, cái quan trọng mình có muốn reach out để được sự giúp đỡ hay là và không. Và theo như chị là một người cố vấn, thì những người phụ nữ mà chịu đựng như vậy hoài
nhiều khi rất là nhiều lý do, nhiều khi nghĩ là thôi giờ có con rồi mình phải chịu đựng, sống vì con, chờ con lớn lên đi học ra đi rồi ra trường có cái việc làm là mình hẳn tính. Thì chị nghĩ là với cái sự chịu đựng lâu ngày như vậy thì cái hậu quả của sự chịu đựng đó là như thế nào? Dạ thưa chị, không thể đo lường được. Tại vì trước hết đó, khi cái sự chịu đựng của mình đó, thì thành ra là mình không còn là con người của mình nữa, phải không? Và nhiều người đưa đến cái vấn đề là bị trầm cảm một cách kinh khủng luôn chị đó, hay là qua vấn đề bị sợ hãi nữa đó, là tại vì lúc nào cũng sống trong phật phòng lo sợ đó, rồi không còn là con người có cái low self-esteem lắm, rất là lúc nào cũng dè dặt, lúc nào cũng rút ro hết á, là cứ cuộc sống cứ để như vậy, nó cho phép như vậy. Đó là về vấn đề tinh thần đó. Rồi khi mà mình cho phép như vậy đó, rồi mình cũng không còn là một con người tự lo cho mình được nữa. Mình không lo cho mình được thì thế nào mình lo cho con mình? Cho nên đừng có nghĩ là sợ mất con, hay là đừng có nghĩ là tại vì cố gắng chờ đợi cho con mình nó lớn lên. Tại vì tôi biết nhiều trường hợp cái người mẹ lo sợ quá thì thành ra bị bệnh, rồi không ở nhà luôn, con nó cũng không làm gì được hết á, nó cũng phải tự nó tìm nó lo cho cuộc sống của nó. Và khi một người mẹ sống trong cái trạng thái sợ hãi chịu đựng như vậy thì thưa quý vị, nhiều khi mình nghĩ là mình hy sinh cho con, nhưng mà đứa con đó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Rất là nhiều thưa quý chị. Vị. Và mong rằng cái buổi nói chuyện của chị Michelle Phùng Tâm Bảo An ngày hôm nay sẽ giúp cho những quý vị nào mà rơi vào trong cái trường hợp như thế này sẽ tìm được cho mình một cái lối thoát, phải không chị? Và nếu mà chúng ta có bạn bè thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội để mà giúp đỡ được nhiều hơn. Và thưa quý vị, Vân Anh được biết là để tránh phải là người nạn nhân trong những trường hợp bạo hành trong gia đình, thì chị Michelle Phùng Tâm Bảo An là người cố vấn về hôn nhân và gia đình, có tổ chức một lớp học gọi là The Family Garden, phải không chị? Chị chọn cái này là giống như là gia đình của chúng ta giống như là một cái mảnh vườn, phải không chị? Chúng ta phải chăm bón, phải tưới nước và phải bỏ vào đó cả tình yêu thương nữa thì cái mảnh vườn của chúng ta nó mới đơm hoa kết trái. Dạ thưa đúng chị. Hoặc là lấy những cái cỏ nó ra, tại vì có những cái cỏ nó đúng làm rồi. Cho cái cây cối mình nó bị ngưng lại hay là nó chậm lại. Dạ, đó cho nên là đây là những cái lớp mà tôi ước mong quý vị có thể ghi danh tham dự, rồi chúng ta cùng học. Rồi có những quý vị nào có những trường hợp mà giống như tôi nói về vấn đề bạo hành cần được sự giúp đỡ hơn, có thể liên lạc với cá nhân tôi thì tôi có thể giúp quý vị đến những cái nơi, những cái resources để được sự giúp đỡ. Vâng, thưa quý vị, lớp học được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 19 tháng 7 phải không chị? Từ 8 giờ sáng. 19 tháng 9 chị. Dạ vâng, thưa quý vị, lớp học được tổ chức vào ngày 19 tháng 9 sắp tới đây, vào 8 giờ sáng cho đến 12 giờ rưỡi trưa, 8 giờ rưỡi sáng cho đến 12 giờ rưỡi trưa, 4 tiếng. Mời quý vị gọi cho chị Phùng Tâm Bảo An để ghi danh, số điện thoại là 619-405-7794. 619-405-7794. Hy vọng là quý vị sẽ đến với cái lớp học của chị Phùng Tâm Bảo An để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và chúc quý vị một ngày thật bình an. Xin kính chào. Xin kính chào quý vị.